Chào buổi chiều tất cả mọi người, mình sẽ bắt đầu thông tin tình hình Covid chiều ngày hôm nay, ngày 16 tháng 8. Thì sáng ngày hôm nay ngày 16 tháng 8 là bắt đầu đón công nhân Bến Tre, thành phố Hồ Chí Minh về các huyện thành phố Châu Thành, Mỏ Cày Nam và Ba Tri. Thì lúc 8 giờ sáng ngày hôm nay ngày 16 tháng 8, tổ công tác của tỉnh đã có mặt tại trung tâm hội nghị Five Valley tại quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh để chuẩn bị đón 282 công nhân Bến Tre về các huyện như là thành phố Châu Thành, Mỏ Cày Nam và Ba Tri. Thì vào ngày hôm qua thì tổ công tác đã đưa đón 196 người. Công dân của huyện Bình Đại là 63 người, Chợ Lách là 48 người, Dòng Trơm là 85 người về nơi cách ly tại huyện. Thì người dân về đợt 2 này vẫn tiếp tục thực hiện đúng quy định là cách ly y tế 7 ngày và cách ly tại nhà 7 ngày, đồng thời test nhanh 3 lần trước khi kết thúc cách ly ngày thứ 14. Thì lần này là đưa đón người dân về là chở luôn cả xe máy về và miễn phí tiền test và chích vaccine. Và thông tin tiếp theo chính là thông báo của thị trấn Ba Tri về việc xét nghiệm sàng lọc Covid-19 lần thứ 3 cho toàn bộ người dân trên địa bàn thị trấn Ba Tri. Thì theo đó là đối tượng lấy mẫu là tất cả người dân đang sinh sống, cư trú, tạm trú, hiện đang có mặt tại địa bàn thị trấn Ba Tri, bao gồm cả người già, trẻ em, học sinh, người khuyết tật, trừ các đối tượng là F1, F2 đang cách ly y tế tại nhà. Thì thời gian lấy mẫu là 2 ngày, 17 và 18 tháng 8, yêu cầu tất cả các thành viên trong từng hộ gia đình đi đúng thời gian nêu trong thư mời đã gửi riêng cho từng hộ. Thì địa điểm lấy mẫu mỗi khu phố, ấp, tổ sẽ được tổ chức một điểm tập trung, bao gồm khu phố 1 là cơ sở trung tâm giáo dục nghề, giáo dục thường xuyên kế bên cầu sắt Ba Tri, khu phố 2 là chợ đêm Ba Tri, khuôn viên trung tâm giải trí, khu phố 3 là công viên Nguyễn Đình Chiểu, khu phố 2, khu phố 4 là cơ sở 1 trường tiểu học Nguyễn Đình Chiểu, khu phố 5 là tầng hầm chợ mới Ba Tri, khu phố 6 là trường trung học cơ sở thị trấn Ba Tri và ấp An Hội là cơ sở 2 trường tiểu học Nguyễn Đình Chiểu. Lưu ý khi đi xét nghiệm, bà con tuân thủ đúng quy định phòng chống dịch, đi đúng địa điểm và khung giờ đã theo giấy mời để tránh tập trung đông người, đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn, giữ khoảng cách 2m và thực hiện theo hướng dẫn của các cán bộ phụ trách, mang theo thư mời để đối chiếu danh sách. Trong ngày hôm qua đã có 120 trường hợp bị xử phạt, số tiền lên đến 363 triệu đồng. Thì ngày hôm qua ngày 15 tháng 8 khi đi tuần tra giám sát, lực lượng chức năng đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 120 trường hợp với số tiền là 363 triệu đồng. Trong đó lỗi ra đường không có lý do chính đáng là 106 trường hợp, không đeo khẩu trang là 2 trường hợp, tụ tập đông người là 10 trường hợp, không chấp hành các biện pháp phòng chống dịch là 2. Đồng thời là lực lượng chức năng cũng tiến hành nhắc nhở, lập biên bản gần 500 người dân, cơ sở kinh doanh trường hợp vi phạm phòng chống dịch, bắt quả tang một vụ tàng trữ trái phép chất ma túy ở huyện Ba Tri và đang củng cố hồ sơ để xử lý. Thì sau 28 ngày áp dụng chỉ thị số 16, lực lượng chức năng xử lý vi phạm hành chính gần 2.300 trường hợp với tổng số tiền hơn 5,6 tỷ đồng. Thông tin cuối cùng cho bản tin chiều ngày hôm nay chính là số ca dương tính được ghi nhận tại Bến Tre. Thì theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật CDC Bến Tre, thì tính từ 11 giờ trưa đến 6 giờ chiều ngày hôm nay, ngày 16 tháng 8, Bến Tre ghi nhận thêm 8 ca mắc Covid-19 mới, trong đó là thành phố là 7 ca, là 3 ca ở An Ninh B, An Khương, xã An Thuận, 4 ca ở An Bình, xã An Quy, Dòng Trơm 1 ca ở Xẻo Nhỏ, Lương Phú, huyện Dòng Trơm, là nhân viên y tế test nhanh định kỳ dương tính. Trong khu cách ly và phong tỏa là 7 ca, ngoài cộng đồng là 1 ca. Thì tính đến ngày hôm nay, 16 tháng 8, Bến Tre có 1.352 ca dương tính Covid-19. Thì trong ngày ghi nhận thêm 3 ca tử vong. Tính đến ngày hôm nay, Bến Tre có 30 ca tử vong. Số ca ra viện trong ngày là 13 ca. Thì đến nay, Bến Tre có 717 ca đã ra viện. Thì tính từ 6 giờ chiều ngày hôm qua đến 6 giờ chiều ngày hôm nay, Bến Tre có 16 ca mắc Covid-19 mới. Thì thông tin nhanh ca tử vong 28 đến 30. Thì ca tử vong 28 chính là bệnh nhân là tử vong là nữ, sinh năm 1945, có địa chỉ tại An Thủy, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre, nhập viện bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu ngày 12 tháng 8, tử vong ngày 15 tháng 8. Ca tử vong 29, bệnh nhân là nam, sinh năm 1955, có địa chỉ tại Cẩm Sơn, huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre, bệnh nhân nhập viện bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu ngày 8 tháng 8, tử vong ngày 16 tháng 8 trong ngày hôm nay. Và ca tử vong thứ 30 là bệnh nhân tử vong là nữ, sinh năm 1949, có địa chỉ tại phường 6, thành phố Bến Tre, nhập viện bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu ngày 3 tháng 8, tử vong ngày 16 tháng 8. Mình cũng xin kết thúc nhanh bản tin chiều ngày hôm nay tại đây. Bạn nào chưa đăng ký, vui lòng cho mình xin một nút đăng ký bên dưới nha. Mình cảm ơn các bạn rất là nhiều.